Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể người cho biết, tính đến tháng 8 năm 2024, số người đăng ký hiến mô tạng tại Việt Nam là khoảng 101.000 người. Thực tế, người chết não hiến tạng của Việt Nam vẫn nằm trong nhóm thấp nhất thế giới, đứng thứ 3 từ dưới lên. Mặc dù tỷ lệ đăng ký hiến tặng mô tạng của người dân và tỷ lệ hiến tạng sau chết não ở nước ta tăng dần, nhưng nguồn mô tạng hiến chưa đáp ứng được nhu cầu ghép. Thống kê của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, trong 9 tháng năm 2024, số lượng người chết não hiến mô tạng là 25 ca, năm 2023 chỉ có 14 ca, góp phần làm tăng số tạng hiến ở người chết não đạt 87 trên 829 bệnh nhân ghép, đạt tỷ lệ 10,49%. Để hoạt động hiến mô tạng tại Việt Nam phát triển mang tính bền vững, cần có sự chung tay của toàn xã hội, sự chỉ đạo của chính phủ, các bộ, ban ngành, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các chức sắc tôn giáo, đặc biệt là các cơ quan truyền thông.